Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn ha. Nay đi ra đồng ở trong lòng hồ Dầu Tiếng các bạn, thì nhìn thấy con chim mái cài bự chà bá dưới này đang bốc khói, nó chạy nó bốc khói luôn các bạn, nên là cũng muốn đi theo ha, ghi hình cho các bạn mình xem đó là loại mái cài gì, ra làm sao. Ồ, cái đồng này lớn quá ta. Ồ, nó đang chạy các bạn, chạy ha, hên quá nó qua đây nè, qua góc này rồi nhấn xuống cài luôn con. Ôi giữ thân đó, bên góc bên đây quay qua đẹp hơn nè các bạn, để nó rắn quay đẹp nhất cho các bạn xem. Wow, đẹp quá, siêu phẩm luôn, đúng là siêu phẩm đó, các bạn thấy không? À, con pho các bạn ơi, mấy cái pho nha. Đó, cái pho. À, 6.600. Cây chả bảy. Rồi đi luôn. Các bạn thấy quá đẹp, hai cầu nha các bạn. Ở trước ảnh chú chế cái vàng chở á. Quá đẹp ha. Mấy cái pho hai cầu. Đúng là nhìn xa xa là nhớ cảm giác nó đẹp á. Ồ, chỗ này đi cái đường có lẽ nó thẳng, đúng rồi, cái đường nhìn nó thẳng này các bạn, thẳng ha. Đất này thì nó hơi ướt nên nhiều lúc nó bị trạt cái bánh đó các bạn, cái bánh nó bị trong trên ha, dẫn hướng nó không có ngay bon được. Rồi đi dài dài lại đó, xem tiếp cảnh mái cày Tây Ninh. Cây gỗ đất hơi ướt nha các bạn, để zoom lên chút cho các bạn xem cho nó rõ, cho nó đẹp hơn ha. À, đi tiếp bạn ơi. À, các bạn thấy không, mấy cây Tây Ninh chú quay đầu ha, đúng là quay đầu, cái tiếng máy nó nghe cũng không có bốc như là phi áp, nhưng mà thấy cũng im hết các bạn. Nó chưa đầu rồi. Ồ, qua cái giặt biên ha. Chú đi đường biên các bạn ơi. Cài giặt biên rồi. Đi tà tà là đó ha. Chú giặt biên trước ta. À, như giặt biên xuống quay đầu lại nó thuận hơn các bạn, làm nó lẹ hơn ha. Rồi xuống nè, siêu phẩm xuống nè, cái chiếc này cỡ khoảng 70 mã lực, thấy không? Ồ, bốc khói, không phải khói mà là bụi, bốc bụi. Bốc bụi luôn các bạn. Nó ở bên đây nó khô hơn nên nó bụi ha. Các bạn thấy không, khung cảnh. Ồ, bụi dưới ta. Rồi. Đi sau đuôi nó nhiều lúc hơi bụi no luôn các bạn, còn cơm. Nên vì cái lòng đáp ứng cho khán giả và các anh chị các bạn yêu mấy cài ha, nên Nhã cũng cố gắng. Chú này thì đi cái đường đỏ đời rồi, thẳng này. Rất là đẹp. Chạy tốt ở dưới rồi đó. Đất này là hơn mẫu các bạn. Wow, tốt ở dưới rồi. Rồi, chờ chú quay đầu lên. À, để nhớ giới thiệu cái miếng đất ở đây ha. Đó, hình ảnh mà các bạn đang xem á là Nhã đang ở trong lòng hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh. À, phía bên đây có cái đám mì người ta đã trồng rồi nè các bạn, đám mì đã trồng rồi ha. Lòng hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh. À, các bạn thấy khung cảnh
phía đó có mấy cái đấm tràm, đấm tràm phía đó rộng mênh mông luôn. Trong đây là nghe nói mấy chục ngàn mẫu đất, không biết có chính xác hay không đó, nhưng mà rộng lắm các bạn ơi. Con người ta mà nó nhỏ như con kiến vậy đó. Rồi bây giờ mấy cài nó chạy lên nữa nè. Rồi nhớ đi cà tàu ở đó, ghi hình cho các bạn xem ha. Ô bốc khối đi các bạn ơi, các bạn thấy không, nó bốc khối luôn nè, nặng quá, bốc khối đen luôn ha, nhìn lên khối đen. Rồi các bạn thấy đã không, quá đẹp, ôi lên có đèn luôn bà ơi. Đèn, ồ đã quá các bạn, má ơi chính là bốc khối với gì, thấy thương không các bạn, thấy thương mấy cài không, không dễ để kiếm tiền ha. Một mẫu đất thường là khoảng đâu cày ba quận các bạn, hay là ba bận ha, thì kiếm được là 2 triệu mấy, 2 triệu mấy nó cái giá đó. Còn biết cái chỗ của các bạn thì nó giá nó sao ha. Bây giờ nó trở lại nè, rồi chạy qua đây luôn các bạn. Rồi, nhấn xuống anh ơi, xuống về lại cái nữa, về lại cái nữa mới nhấn xuống. Rồi run 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 run. Đẹp ha, quá đẹp, quá đẹp. Wow, đuối tay các bạn, thì cái cũng đuối ha. Các bạn thấy không, khung cảnh một hồi tiếng sẽ tên anh ha. Quá đẹp, quá đẹp. Để mình uống nước coi, hơi mệt đó các bạn. Cảnh trong đây nó rộng quá. Bốn miếng ăn bánh. Cũng mấy. Đó, các bạn thấy không, hình ảnh trong lòng ngoài tiếng sẽ tên anh ha. Nó đi quay đem theo bọc của mì nè. Tối ăn các bạn ơi. Hôm mấy cành chạy tuốt ở dưới các bạn, chờ nó chạy lên ha. Má ơi trả lại ghê tao ơi, qua tốt này luôn. Đi tà tà quá các bạn ơi, đi tên tên quá, xa dữ vậy. Để mình chụp cho các bạn xem. Ừ.
thôi, thấy không? Khung cảnh máy cày ở lòng hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh ha. Rồi cảm ơn các bạn nha, bye bye.